Vâng, trong buổi bên em đang đóng gói gọn một bộ combo khủng của anh Tuấn ở trong Bình Thuận. Rồi chúng ta cùng đi tìm hiểu bộ của anh Tuấn nhé. Anh có lấy cho mình hai cặp loa full VA12 Pro dòng loa bass 30. Bên em đã đóng cẩn thận để ở đây rồi ạ. Hai cặp VA12 Pro này công suất khủng. Có thể làm quán karaoke kinh doanh và cũng có thể chơi sự kiện hoặc là lắp trong gia đình. Thì anh Tuấn này anh mua về anh lắp phòng karaoke. Trước đây anh Tuấn anh có lấy một bộ VA12 bản thường, hiện nay thì anh lấy thêm cho mình cặp VA12 Pro. Hàng cặp này thì bên em hiện tại vừa mới về và anh xem trên kênh, anh thấy nó rất là chất, nhìn rất là gấu thì anh đặt luôn một bộ hai đôi. Và anh lấy thêm cho mình hai con súc F1800 mẫu mới F1800 340 kết hợp với một bộ VA12 Pro. Đó, đây là bộ rất là khủng. Trên dưới 100 triệu ạ. Trên dưới 100 triệu. Và tất cả những dây rắc đầu cuối là bên em đều tặng anh Tuấn tất cả dây rắc kết nối. Và anh lấy thêm cho mình một con đây. Và những bộ vang và những bộ mic đi kèm. Có một cấu hình cực khủng luôn. Với không gian tầm 100m2 với hai đôi loa full VA12 có thể càng đáng được. Chơi đủ công suất, đủ không gian tầm 100m2. Còn đây là bộ thiết bị rời của anh Tuấn, có một mic này, một nâng tiếng này, một vang này và một đẩy này, và một màn hình này. Đó, bên em đóng vào một kiện để bên em gửi xe cho an toàn. Đó, thì phía bên ngoài đây là một bộ sản phẩm của anh ở đây ạ. Đó, bên em đóng rất là cẩn thận rồi. Đó, một hai súp F1800, hai đôi VA12 Pro. Đây là phân khúc cao cấp. Đó, tí nữa bên em chở bằng xe và ship ra bến để gửi vật xe vào trong Bình Thuận cho anh Tuấn nhé. Đó, bộ của anh Tuấn đầy đủ thiết bị rời, bên em đóng vào một kiện vào cái hộp đẩy rời vang rời nâng tiếng mic và tất cả những thiết bị mà em đóng vào một kiện. Ngoài này là toàn bộ là cặp VA12 Pro hand súp chuẩn bị là cho lên xe, một địa chỉ rất là tin cậy, một bộ rất là khủng đi về Bình Thuận. Địa chỉ quen thuộc của anh em trên mọi miền tổ quốc, Zika âm thanh số, kênh bán lẻ âm thanh hàng đầu Việt Nam, và địa chỉ ở 133 phố Trường Lân, Long Biên, Hà Nội. Và bây giờ là quá trình di chuyển ra xe một combo khủng của anh Tuấn Bình Thuận. Ở một cặp loa VA12 Pro. Cái bộ này khủng quá và anh muốn nhận nhanh, bên em tìm phương án là gửi xe. Đó, đây con đẩy D800, đẩy D800. Hand súp F1800. Nói chung là không gian lớn, súp điện hiện nay công suất rất là khủng, vì thế các bác và anh em không cần chơi súp hơi đâu ạ. Súp điện là quá dã man rồi. Đấy, cặp VA12 Pro hai cặp liền, hai cặp. Các bác và anh em có nhu cầu về âm thanh số karaoke gia đình thì cứ liên hệ với đội ngũ Zika Audio nhé, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí và có dịch vụ lắp đặt tại nhà. Ở gần thì bên em có thể đến tận nhà lắp đặt cho các bác, còn ở xa bên em gửi xe hoặc là hình thức gửi bưu điện. Vâng, của nó luôn, thiết bị rời đấy. Ok, rất là vất vả, cấu hình khủng. Ok, anh Tuấn chờ khoảng tầm hơn 2 ngày sẽ đến Bình Thuận ạ. Cặp VA12 Pro này thật sự là test ở ngoài nó cực kỳ là mạnh mẽ, uy lực, công suất khủng. Ok, cảm ơn anh Tuấn nha, bên em đã hoàn thiện được cái bộ đơn của anh rồi ạ. Rất cảm ơn anh Tuấn, chúc anh Tuấn và gia đình luôn luôn gặp nhiều may mắn và mạnh khỏe trong cuộc sống.